Và thưa quý vị, Bộ Tài chính thì cũng vừa thông tin liên quan đến việc thu thuế như thế nào đối với các buổi livestream bán hàng với doanh thu hàng trăm tỷ đồng trong thời gian gần đây. Đại diện Bộ Tài chính cho biết là khi mà thực hiện livestream bán hàng trên mạng, tức là hoạt động này thì đã phát sinh doanh thu rồi và có thể phát sinh thu nhập. Khi mà đã phát sinh doanh thu và thu nhập thì đương nhiên là sẽ phải chịu sự điều chỉnh của các luật thuế, sắc thuế cũng như là chịu sự quản lý giám sát của cơ quan thuế. Đối với hoạt động thương mại điện tử nói chung hay là livestream bán hàng trên mạng thì Bộ Tài chính đã thực hiện quản lý và giám sát theo hai sắc thuế. Với cá nhân, nếu mà phát sinh doanh thu và thu nhập thì chịu thuế đối với thu nhập được điều chỉnh bởi luật thuế thu nhập cá nhân. Và nếu mà là hộ kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử hay là livestream có phát sinh doanh thu gọi là hoa hồng thì quản lý và thu thuế theo quy định liên quan đến quản lý hộ kinh doanh theo hình thức khoán hoặc là kê khai về thuế.